da trên mặt dễ bị lão hóa mà bạn cần chú ý. Lão hóa da là một quy luật bất biến của thời gian mà không ai có thể thay đổi được. Tuy nhiên, vẫn có những vùng da trên cơ thể, dù chưa đến tuổi lão hóa nhưng đã phải gánh chịu rất nhiều dấu hiệu này. Vùng da trên trán. Khi bước vào giai đoạn lão hóa, làn da bạn sẽ ngày càng mỏng và yếu đi. Lượng collagen và elastin trong cơ thể cũng bị suy giảm dần theo độ tuổi, từ đó dẫn đến tình trạng da khô nhăn và xuất hiện nhiều vết thâm nám hơn. Trong khi đó, vùng trán lại chính là nơi dễ hình thành nhiều nếp nhăn nhất, bởi khi bạn biểu lộ cảm xúc, vùng da này sẽ phải hoạt động liên tục nên dễ bị giãn cơ, chảy xệ và lão hóa nhanh hơn các vùng da khác trên mặt. Vì vậy, để ngăn ngừa sớm sự lão hóa, tốt nhất bạn phải chú ý chăm sóc vùng da này nhiều hơn bằng cách sử dụng kem chống lão hóa đều đặn, đồng thời kiềm chế cảm xúc tức giận và nhăn nhó, khó chịu để hạn chế sự hình thành của các nếp nhăn. Vùng da quanh mắt. Nếp nhăn thường biểu hiện đầu tiên nơi khóe mắt, kèm theo đó là các dấu hiệu lão hóa khác như quầng thâm hoặc bọng mắt. Sở dĩ vùng da mắt xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, bởi đây là một trong những vùng da mỏng nhất trên cơ thể nhưng lại hoạt động nhiều và thường xuyên nhất nên dễ bị lão hóa nhất. Để khắc phục tình trạng lão hóa da vùng mắt còn sử dụng các loại kem dưỡng có hoạt chất chống oxy hóa và độ pH từ 7,0, 7,3 để tránh làm cay mắt. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý không sử dụng sản phẩm có chứa thành phần như hương liệu, phẩm màu hay chất bảo quản để tránh tình trạng gây kích ứng cho vùng da mỏng manh này. Vùng da cổ và ngực. Da cổ và chỗ xương quai xanh là vùng da mỏng hơn so với da mặt và chịu tác động trực tiếp của mặt trời, môi trường. Nhưng đây lại là vùng da thường hay bị bỏ bê nhất, lão hóa sớm nhất và có thể dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ có vùng da mặt và da cổ lệch tông nhau. Để chống lão hóa cho da cổ và da xương quai xanh cần sử dụng kem chống nắng cho những vùng da này. Bên cạnh đó, sử dụng kem chống lão hóa là điều cần thiết để ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm cho da vùng cổ và ngực. Vùng da bàn tay. Bàn tay là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khí hậu cũng như các hoạt chất hóa học có trong xà phòng, nước tẩy rửa. Thêm vào đó, khi cơ thể già đi, bàn tay bị mất dần chất béo, độ đàn hồi khiến bàn tay gầy guộc và nhăn nheo. Chính vì vậy, bàn tay là bộ phận thường lão hóa hóa sớm nhất trên cơ thể. Để tránh tình trạng lão hóa vùng da bàn tay sớm, bên cạnh việc sử dụng găng tay khi giặt đồ, rửa chén cũng cần sử dụng kem chống nắng cho cả vùng da bàn tay để bảo vệ vùng da này khỏi tác động của tia tử ngoại. Làm thế nào để ngăn ngừa lão hóa da? Một tỷ lệ lớn sự lão hóa da là do tác động của môi trường bên ngoài, và tia cực tím là chính, vì vậy chống nắng là một chương trình duy trì chống lão hóa cần thiết, đồng thời do da bị lão hóa nên da sẽ dần trở nên khô ráp. Và tác hại của tia cực tím đối với da được tích tụ theo thời gian, vì vậy, việc chống nắng và chống lão hóa nên bắt đầu ngay từ khi còn trẻ. Tăng cường dưỡng ẩm và giữ ẩm có thể nâng cao sức đề kháng của da và không dễ bị kích thích bởi các chất độc hại bên ngoài, đồng thời duy trì thể chất tốt như làm việc và nghỉ ngơi bình thường, cân bằng dinh dưỡng, tránh hút thuốc, không giảm cân không đúng cách, ngăn ngừa lão hóa. Làm thế nào để điều trị da lão hóa? Axit trái cây, viết tắt là AHA, trong đó axit glycolic có số lượng nhỏ nhất và khả năng thẩm thấu tốt nhất. AHA giúp loại bỏ lớp sừng già và cải thiện tình trạng khô và sình máu của quá trình sừng hóa trên da. Ở lớp hạ bì, nó cũng có thể thúc đẩy sự tăng sinh collagen và cải thiện các nếp nhăn trên da. Có thể dùng axit trái cây nồng độ thấp dưới 20% để dưỡng hàng ngày, còn axit glycolic nồng độ cao từ 20% âm 70% thì cần dùng đến bác sĩ da liễu đối với vỏ axit trái cây. Công dụng bên ngoài của vitamin A axit và vitamin A, axit vitamin A có thể điều chỉnh sự biệt hóa của tế bào biểu bì, giảm sự tăng sừng và thúc đẩy tăng sinh collagen, thường được các bác sĩ da liễu sử dụng để cải thiện sắc tố da lão hóa, vết thâm và nếp nhăn. Tuy nhiên, do sự kích ứng của một số liệu trình, da sẽ có những tác dụng phụ như bong chóc, mẩn đỏ, sưng tấy nên phải sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và chống nắng nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng. So với axit A, vitamin A không cần gây kích ứng, nó thường được thêm vào một số sản phẩm dưỡng trắng và chống nhăn da để đạt được một số tác dụng tương tự như axit A.